Meng Nguyễn được biết đến là thần bài poker thế giới sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dù vậy, ông vẫn một lòng hướng về quê hương, nhiều năm qua thường xuyên về Việt Nam tham gia hoạt động thiện nguyện. Nguyễn Văn Mến hay còn gọi là Meng Nguyễn, sinh năm 1954, là một nhân vật nổi tiếng trong giới cờ bạc ở Las Vegas. Ông đã được tạp chí Các Player Magazine của Mỹ vinh danh là người chơi của năm vào các năm 1997, 2001, 2003 và 2005. Ngoài ra, Meng cũng nằm trong danh sách top 10 của World Series of Poker, WSOP. Sau những tháng ngày tham gia các giải đấu, thần bài thường trở về Việt Nam để nghỉ ngơi. Như ông chia sẻ, về quê mang lại cho ông cảm giác thanh bình lạ thường. Được biết, Meng Nguyễn lớn lên tại Đức Nghĩa, Phan Thiết và từng trải qua một tuổi thơ đầy gian khổ, đến mức không bao giờ dám mơ ước có được một bữa ăn no. Năm lên 13 tuổi, ông đã bỏ học và xin được một chân lơ xe rồi lái xe tuyến Sài Gòn, Phan Thiết. Chính những khó khăn, vất vả đã nung nấu ý chí đổi đời trong Meng Nguyễn. Năm 1978, ông quyết định rời bỏ quê hương cùng với những người quen để tìm kiếm cơ hội mới tại Mỹ. Những ngày đầu ở nơi đất khách quê người, Meng phải đối mặt với nhiều thử thách, không có người thân, không có tài chính và cũng chưa tìm được việc gì để làm. Sau đó, người con của Phan Thiết xin đi làm phụ xe, bốc vác cho một hãng chuyên bán vật dụng gia đình tại Cali và học thêm tiếng Anh vào ban đêm. Khi đã lấy được bằng lái xe, ông được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa với số tiền công ít ỏi 10 USD ngày. Tại lớp học tiếng Anh, Meng Nguyễn ngồi cạnh một cô gái da nâu người El Salvador và cả hai nhanh chóng phải lòng nhau rồi kết hôn, sống chung trên tầng 8 của một chung cư nhỏ. Tuy nhiên, với đồng lương ít ỏi của Meng, cuộc sống của đôi vợ chồng luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Đến năm 1985, người vợ El Salvador của ông đột ngột rời khỏi căn phòng chật hẹp và ôm luôn cô con gái bé nhỏ của họ mà bỏ đi, không một lời từ biệt. Chán nản, bế tắc, Meng Nguyễn không thiết làm việc mà tìm quên trong rượu bia. Thương cảm hoàn cảnh vợ con rời đi, một người bạn làm chung hãng đã rủ ông cuối tuần sang Las Vegas đánh bài blackjack và quay roulette ăn thua với nhà cái để giải sầu. Lang thang với gia tài chỉ vỏn vẹn 2.100 đô la Mỹ trong túi, sau khi đã thua hết 500 đô la Mỹ, định mệnh lại đẩy Meng Nguyễn vào phòng chơi poker của sòng bài Caesars Palace. Phát hiện poker gần giống như bài xì phé mà trước đây ở Việt Nam bản thân vẫn thường chơi với bạn bè tại các bến xe khi rảnh rỗi nên ông đã tham gia đặt cược. Sau 4 bàn đấu, người đàn ông số nhọ thua đứt 1.200 đô la Mỹ. Ấm ức về nhà, suốt cả tuần đầu óc Meng Nguyễn luôn suy nghĩ về những ván đấu và chiến thuật của môn poker. Meng tự soi gương, tự đánh giá những biểu hiện trên gương mặt mình khi quyết định đẩy phỉnh ra tố, tập cho hai bàn tay cầm bài dù xấu hay tốt vẫn không run. Hai tuần sau, ông quyết định quay lại sòng bài để thử vận may và bất ngờ thắng 3.500 đô la Mỹ trước sự ngạc nhiên của các con bạc. Bắt đầu từ thời điểm này, cứ mỗi cuối tuần Meng Nguyễn lại đến Las Vegas vừa chơi poker kiếm cơm, vừa quan sát, học hỏi các đối thủ có máu mặt để đúc kết kinh nghiệm. Sau hơn 6 tháng mài đũng quần ở các bàn poker, người đàn ông nhỏ bé, da vàng đã bắt đầu được nhiều người chú ý bởi cách chơi bài điềm tĩnh, tự tin và thần sắc hết sức lạnh lùng. Đầu năm 1987, Meng Nguyễn giành chiến thắng ở giải đấu đầu tiên với số tiền thưởng 27.000 đô la Mỹ. Trong vòng 20 năm, ông đã oanh tạc 75 giải đấu, đoạt 7 đai bằng vàng và kim cương của giải đấu do World Series of Poker, WSOP, tổ chức. Meng nổi tiếng tới mức ở các ván đấu, ông thường kết thúc bằng câu "That is poker, baby, xì phé là vậy đó cưng" và được giới cờ bạc dùng rộng rãi trong những trường hợp tưởng rằng thắng chắc mà lại bất ngờ bị hạ gục một cách đau đớn. Nhờ những ván bài tài tình, Meng Nguyễn đã tích lũy được một khối tài sản kếch xù đủ để ông sở hữu nhiều ngôi nhà sang trọng tại Mỹ. Dù cuộc sống đã thay đổi, tấm lòng của thần bài poker vẫn hướng về quê hương. Ông thường xuyên trở về và đóng góp cho các hoạt động xã hội. Ở mỗi giải đấu, Meng thường trích phần trăm và còn ôm thùng lạc quyên đi vòng quanh sòng bài kêu gọi mọi người giúp đỡ để kiếm tiền về Việt Nam cho trẻ em quê nhà. Ngoài ra, ông Mến còn phối hợp với các sòng bài làm búp bê hình tượng của ông hoặc móc chìa khóa, lá bài có hình ông để bán lấy tiền làm từ thiện. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, lực lượng công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về một vụ trộm cắp tài sản diễn ra tại một ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Chủ nhân căn nhà không ai khác chính là Meng Nguyễn. Đến ngày 25 tháng 8, lực lượng công an thành phố Phan Thiết đã thông báo việc bắt giữ Đinh Chí Vũ để điều tra về hành vi xâm nhập vào phòng của thần bài poker tại phường Đức Long và lấy đi nhiều tài sản trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 5, Meng Nguyễn sang Mỹ vì lý do công việc và đã giao căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo cho em gái và các cháu trông coi. Khi trở về vào ngày 20 tháng 8, ông phát hiện phòng ngủ đã bị kẻ trộm mở khóa, cậy két và lấy đi 200 triệu đồng, 8.000 đô la Mỹ, 3 chiếc đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức khác. Do mới trở về sau chuyến đi dài và cảm thấy mệt mỏi, ông đã báo cáo sự việc với cảnh sát vào ngày hôm sau. Sau đó, công an thành phố Phan Thiết đã làm việc với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Thuận để tiến hành khám nghiệm hiện trường và tìm kiếm các dấu vết. Họ đã xác định Vũ, người cháu ở chung nhà với ông Mến, là nghi phạm chính trong vụ việc. Vũ cũng thừa nhận rằng 2 tháng trước, vì cần tiền cho chi tiêu và chơi game nên đã nảy ra ý định trộm tài sản của cậu.